Trong tập 2, 10 thí sinh đã trải qua phần thi make up, trang điểm theo phong cách quy định trong vòng 60 phút, sau đó lắng nghe những lời góp ý, nhận xét từ hai giám khảo Du Mi Dương và Mai Ngô. Những cái tên nào sẽ được xướng lên để đi tiếp vào vòng trong? Hãy đón xem những diễn biến tiếp theo của cuộc thi Karma Asian Beauty Blogger Contest 2017 ngay sau đây. Cảm ơn mọi người đã đợi. Thì bây giờ sẽ là cái lúc mà chúng ta mong chờ nhất. Chắc là chúng ta sẽ cho một tràng vỗ tay đi ha. Chúc mừng bạn đầu tiên lọt vào vòng trong team của Mai Ngô. Chúc mừng bạn Con Thỏ. Xin chúc mừng bạn Mina Nguyễn. Và đồng nghĩa với việc là ba bạn đứng ở đây là ba bạn bị loại. Đúng rồi. Chị phải loại ba bạn. Thì mình chị... có top 5 mà chị. Tại sao là chị không chọn bạn Bom, trong khi đó bạn là một người rất tài năng, cũng giống như là thể hiện được. Và bạn đó là cái bạn nam duy nhất của chương trình nữa. Và chị giống như chị đã nói là bạn Bom, bạn ấy có rất là nhiều kỹ thuật, bạn ấy make up rất là tốt. Nhưng mà từ bản thân của chị thì những gì mà chị yêu cầu, chị đòi hỏi không chỉ là cái kỹ năng không, mà ở bản thân mỗi bạn thí sinh phải có một cái gương mặt đẹp nữa, cấp những cái phong cách em nghĩ là nữa. Với một người có một cái kỹ thuật cũng giống như là cái thần thái rất chuyên nghiệp như thế này rồi thì không cần phải làm có một gương mặt đẹp nữa để mà làm tốt cái vai trò beauty blogger. Nhưng mà làm beauty blogger, gương mặt đẹp là một lợi thế rất là lớn. Em thấy cái lý do mà chị Du Mi Dương lại em thì nói chung là mình cảm thấy rất là thất vọng á. Mình ngay từ đầu em đã muốn mình vào đội của chị Du Mi Dương, nhưng mà không ngờ cho tới bây giờ chính người lại em với một cái lý do là gương mặt em không đẹp. Nếu như chị chọn hai thì đồng nghĩa với việc em sẽ chọn hai. Và sau đây những người Mai đọc tên là thành viên của team Du Mi được bước vào vòng trong. Xin chúc mừng bạn Đặng Anh Thi. Đây là tấm hình của bạn. Chúc mừng. Người cuối cùng Mai đọc tên. Queen Makeup. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khoan đã. Thật ra thì ngày hôm nay thì mình là Gấu Doanh, mình đại diện cho bên Kamat, mình có một tin vui dành cho các bạn. Đó chính là trong tay Gấu hiện tại đang có một tấm hình của một bạn. Và bên Kamat đã quyết định lựa chọn thêm một bạn nữa để đi vào vòng trong. Và bạn được đi vào vòng trong sẽ là Bombshell. Hy vọng là bạn sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng khi mà vào vòng trong. Lý do mà Gấu chọn Bom vào trong top 5 là tại vì mình thấy bạn có một cái tiềm năng phát triển rất là lớn. Tuy bạn là nam nhưng mà cái độ chuyên nghiệp của bạn về các make up rất là giỏi, và cái kỹ thuật của bạn mình thấy rất là tuyệt vời, cho nên là đó là quyết định mà Gấu sẽ lựa chọn bạn vào trong top 5. Chúc mừng top 5 của cuộc thi Kamat Asian Beauty Blogger Contest năm 2017. Qua vòng 2 này thì các bạn sẽ bốc thăm một trong những sản phẩm ở đây. Và các bạn sẽ có 10 phút để livestream review về cái sản phẩm này ở trên trang Facebook cá nhân hoặc là fanpage của các bạn. Ok, và bây giờ mời các bạn. Đầu tiên là mình sẽ mời bạn Mina lên bốc thăm. Sản phẩm của bạn đó chính là Ready to White Whitening Body Lotion và tẩy tế bào chết Catido White Milk Shine. Và mời bạn Con Thỏ lên bốc thăm. Sản phẩm của bạn là sữa rửa mặt Catido Ready to White 2-in-1 Bubble Mousse và kem dưỡng Catido Ready to White. Mời bạn Queen.
Sản phẩm của bạn là son kem lì Nude Me Liquid Lip Mask và bút xăm mày Real Brow 4D Tattoo Tint. Mời bạn anh Thi lên bốc thăm. Okay. Sản phẩm của bạn là mặt nạ ngũ vàng 2-in-1 Nail Honey Ginseng with Gold và kem chống nắng L-Glutathione Magic Cream. Còn cái cuối cùng thì chắc chắn là mời bạn Form Show. Okay. Của bạn sẽ là Cushion Lì Baby Bright White Plankton và Cushion dưỡng ẩm Baby Bright Aloe Snail Mousse. Okay. Đây, mời bạn. Có vẻ các thí sinh đang rất chăm chỉ luyện tập cho thử thách tiếp theo, livestream review các sản phẩm đến từ thương hiệu Kamak. Dưới sự hướng dẫn của hai cô giáo Mai Ngô và Du Mi Dương, các thí sinh đã hiểu rõ hơn về cách tương tác với khán giả khi đang livestream, cũng như cách giới thiệu sản phẩm một cách thân thiện và gần gũi nhất. Xuất sắc nhất, hãy cùng chờ xem. Với cương vị là một thí sinh tham gia cuộc thi năm trước thì mình nghĩ là các bạn nên tự tin vào bản thân. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng khi mà mình tham gia bất kỳ một cuộc thi nào. Rất là hào hứng khi mà chuẩn bị xem tất cả các những vòng thi của các bạn sẽ diễn ra như thế nào và hy vọng là các bạn sẽ vượt qua cái vòng thi này. Ready to white white nail body lotion. Da đen đúng không? Mà mình xài lên tông 21. Ôi mẹ ơi, tính là bạch tuyết à? No, không được. Dinh dưỡng trắng da và nó có công dụng là sẽ làm da mình trắng tận tông ngay lập tức. Như vậy là năm thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Kamak Asian Beauty Blogger Contest 2017 đã hoàn thành thử thách cuối cùng của cuộc thi, chính là livestream review sản phẩm Kamak. Quyết định còn lại phụ thuộc vào ban giám khảo liệu Du Mi Dương và Mai Ngô sẽ chọn ai trở thành quán quân của cuộc thi để nhận những giải thưởng vô cùng hấp dẫn và giá trị. Hãy đón xem vào tập 4 của chương trình.